Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Cao Sơn Lưu Thủy. Hiếu Hiếu, em chậm thôi. Hả? Ồ, đợi ông bà ngoại với. Ngoại ơi, ngoại già rồi, không được như đám trẻ tụi con, thật sự không leo nổi nữa. Đàn này thật tuyệt vời, khiến cho thân tâm con người yên tĩnh vui vẻ. Hiếu Hiếu, không phải con cũng học qua mấy năm cổ cầm sao? Đúng vậy, thôi thì luyện tập lại đàng hoàng. Nhất định đừng bỏ cuộc giữa chừng đó. Anh đợi đó mà xem. Bất kỳ đồ vật gì mà con không để ý tới nữa thì nó sẽ trở nên tịch mịch không có sinh mạng. Cổ cầm này rất có linh tánh, con phải đàn nó cho tốt, trao cho nó giai điệu của sinh mạng. Ngoài yên tâm đi. Hiếu Hiếu, ăn cơm thôi, lát nữa hãy đàn tiếp. Hiu hiu. Hả? Ngoại ơi, ngoại đừng làm phiền con chứ. Ngoại sai rồi, ngoại sai rồi. Không nên làm phiền con lúc này. Hả? Hả? Quá ra chính là bạn. Đi thôi, đi ăn cơm. Ngoại ơi, Tiểu Sủng ca, sao hai người đều không để ý tới em vậy? Đánh đàn là để bồi dưỡng tâm tình, thay đổi phong tục tập quán, không gì tốt bằng âm nhạc. Nghệ nhân trước đây đều coi trọng đức hạnh và tài nghệ, đều có danh tiếng tốt, chữ đức đứng ở phía trước. Một người không cung kính hiếu thuận đối với trưởng bối thì vĩnh viễn không đàn hay được. Tiểu Sủng ca, anh đừng nói nữa. Em nhất định phải đàn cho bà ngoại nghe được khúc nhạc hay nhất, coi như lời xin lỗi của em. Không lẽ đây là tiên nhạc sao?
Tiểu Sủng ca, trên núi em gặp được một ông lão đánh đàn. Chính là đàn khúc nhạc mà ngày hôm qua chúng ta nghe được. Ông lão đó nhất định là tiên nhân. Em tranh thủ cơ hội thỉnh giáo cầm nghệ với ông ấy. Anh đi cùng với em đi. Anh đang bận lắm, không đi được. Anh lại bận nữa hả? Anh không có thời gian giống như em. Anh còn phải phát minh những thứ mới nữa. Ngày mai em đi đúng giờ này. Để ông ấy dạy em đánh đàn. Chú ý hay đó. Ông ơi, ông có thể nhận con làm đồ đệ được không? Ủa? Sao vậy? Nản lòng rồi hả? Đúng đó, ông ấy không thèm nhìn em luôn. Quý ở chỗ kiên trì. Vậy phải xem sự kiên trì của em rồi. Ngày mai đi sớm một chút, phải thành tâm hơn nữa. Ừ. À. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lại. Hôm nay nếu người không chịu nhận con thì con sẽ không rời đi. Ừ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Wow, sư phụ nhận con rồi. Sư phụ nhận con rồi. Sư phụ, người nhìn xem ngón tay của con đã đàn đúng chưa? Con đàn thử một khúc sở trường nhất xem sao. Ừ. Cái này. Hả? Con đàn sai sao? Đây vốn không phải là đánh đàn. Con tới nơi cao nhất trên núi hái một cọng cỏ lát tới đây. Lại xuống dưới thác nhặt một hòn đá cuội về đây. Sư phụ, người đang trêu đùa con sao? Cái gì mà thần tiên chứ? Lúc thì kêu đi hái cỏ, lúc thì kêu đi nhặt đá. Mình thấy ông ta căn bản đúng là không biết dạy rồi. Không có ông ta, mình cũng đàn được hay như thù vậy. Nó thật biết chém gió. Đó là một đứa trẻ kiêu ngạo. Xem thử nó có thể đàn chúng ta thành bộ dạng gì. Gì chứ? Ông lão đó vốn không thành tâm dạy em. Em thấy ông ấy vốn không có biết dạy. Dù đức học hay tài nghệ không bằng người, phải tự gắng. Trưởng bối làm như vậy nhất định có đạo lý của họ. Em phải khiêm tốn thỉnh giáo chứ. Ngày mai em dẫn đi. Lần này không được phép chạy trở về đó. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, người đợi con với. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, người hãy thả tay kia ra đi. Đàn này đã theo ta cả đời, ta tuyệt đối không thể bỏ nó được. Nhưng mà nếu người không dứt nó đi, con sẽ không cứu người lên được đâu. Con đi đi. Không. Sư phụ, con sai rồi, không nên giận dỗi bỏ đi. Người dạy con có được không? Có vẻ con thực sự muốn học rồi đó. Con đàn lại một lần nữa khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi.
dùng tâm thể hội cảnh tượng lúc hái cỏ đứng trên núi cao nhìn về phía xa, lúc nhặt đá lắng nghe nước chảy từ trên thác xuống. Ngoại ơi. Ờ. Con sai rồi. Hiêu hiêu của chúng ta trưởng thành rồi. Ngoại ơi, con đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy cho ngoại nghe nha. Các bạn nhỏ ơi, dù đức học hay tài nghệ không bằng người, phải tự gắng. Ý của câu này là khi đạo đức học vấn và tài nghệ không bằng người khác thì phải tự mình đôn đốc, nỗ lực đuổi theo. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có thể làm được không? Hẹn gặp lần sau! No.